Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh mã một số mã hàng mà em hàng vừa về xong nhá. Đấy, đặc biệt là cái mã thắt lưng da bò Mỹ này, hàng vừa về xong nhá. Em phải quay luôn bác. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã luôn nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về này. Đấy, dòng thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Made in USA, cực kỳ chất lượng luôn. Đó thì đợt này bên em về hai màu nhá, hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy, mặt thì cực kỳ đẹp rồi. Riêng cái dòng mặt này thì các bác không cần phải chê về chất lượng rồi. Rồi là đến chất da nhá. Da này thì bên em bảo hành cho bác 2 năm, lỗi một đổi một luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Cam kết với các bác là 100% là hàng da bò thật quá nhá. Đấy, 100% là hàng da bò thật. Đó thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp ở trên màn hình. Hai số trên màn hình thì em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái mã thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, mã thắt lưng da bò Mỹ nha. Hàng made in USA này. Đấy, cam kết bác là da bò thật 100%. Đấy, mặt cũng rất đẹp luôn đây. Mặt này thì quá ok rồi. Đấy, mặt thì cực kỳ sang trọng và lịch sự nhá. Đây phần mặt này. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, mặt rất dày nhá. Đó, rất dày luôn, dày cộm luôn. Cái sản phẩm này thì bên em nhập cái lô này là nó là dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn. Bình thường là các bác hay mua những cái dòng thắt lưng lẫy cài ấy, nhưng mà lẫy cài nó rất là bất tiện. Đấy, và đặc biệt ví dụ như các bác bụng to là không thể xài được nhá. Đấy, vì cái lẫy cài là nó chỉ đến cái mức độ đến nó đến cái đoạn đấy của nó thôi thì nó mới cài được. Ví dụ như các bác nào bụng to quá thì cũng không thể cài được, hoặc là bác nào bụng bụng nhỏ quá cũng không thể cài được, nó rất là kén bụng. Đấy thì các bác mua cho em cái thắt lưng những cái mã mà nó có con lăn nhỉ, nghĩa là nó thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác có thể là đeo được hết luôn. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết luôn, không lo bụng to bụng nhỏ nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là xài hết luôn. Đây, đấy, mặt rất đẹp luôn, sáng bóng đẹp tuyệt vời. Đó, rất ok, thắt lưng da bò thật 100% nhá. Đấy, hàng cam kết là da bò thật 100%, bảo hành cho bác da về 2 năm luôn các bạn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Bữa trước cực kỳ nhiều bác hỏi luôn thì đang bán hết à. Hôm nay thì hàng về thì bác nào tranh thủ bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt nhanh giúp em nhá. Tại vì số lượng cũng không có nhiều đâu. Đấy thì lên mã giúp em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ hàng made in USA. Giá của nó thì bán đồng giá luôn là 180.000. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác màu đấy, màu nâu và màu đen, bán đồng giá luôn là 180.000. Lấy màu nào thì cũng bằng tiền nhau hết các bác nhá. Đây, cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, quá đẹp luôn. Đây là phần mặt. Đấy, dạng thiết kế dạng con lăn nhá, thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết cho em luôn. Đó. Có in dòng chữ made in USA đây. Đấy, made in USA, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Chất da nói chung là quá tuyệt vời. Đấy, chất da quá tuyệt vời. Đây, hai màu có nhìn cùng nhìn kỹ là hai màu, màu nâu và màu đen này. Đồng giá là 180.000 một sợi nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Rồi, ngoài ra thì có cả ví da luôn. Đấy, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi mã ví da này. Đấy đi đây, mai tiếp tục hàng về. Cũng về hai màu cho bác luôn nhá. Hai màu là màu nâu và màu đen. Đây, màu đen này. Đây màu đen đây ạ. Đây màu đen đây nhá. Về hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy. Hàng cũng cam kết bác là hàng 100% luôn. Đấy, hàng 100%. Đấy, chất liệu sản phẩm da bò, da cá sấu, da đà điểu này bảo hành 2 năm luôn này. Đấy, có giấy chứng nhận các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Rất xịn. Đấy nên là cái hàng này bên em bán rất là tự tin vì hàng nó chất lượng mà da nó chuẩn các bạn, da nó chuẩn. Đấy. Riêng dòng này cái con ví này em xài con ví này là từ bắt đầu em bán hàng đấy cũng khoảng tầm hơn 3 năm rồi, còn nguyên luôn, không có một vết xước hay nhèo cả. Đấy, vòng này là dòng ví da bò khâu tay 100% nhá, có nhìn này. Đấy, đường viền khâu tay 100% luôn, nên là các bác yên tâm, rất đảm bảo nhá, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Made in USA, rất nhiều ngăn. Đấy, ngăn to ngăn nhỏ này, ngăn trong ngăn ngoài, ngăn trong này thì bên trong thì 3 ngăn luôn, các bác thoải mái đựng tiền. Có cả một ngăn khóa các bác nhá, để các bác để những cái đồng tiền to vào trong này, còn những cái bên ngoài đồng ngoài thì các bác để những cái đồng tiền lẻ, đôi khi mà các bác lấy ra giả tiền các thứ là nó đỡ bị nhầm. Đó, rồi ở đây thì có những cái ngăn nhỏ này để các bác đựng thẻ ngân hàng này, rồi là giấy tờ tùy thân, đấy căn cước, rồi là giấy tờ xe thứ gì đó. Đấy, các bác cho hết trong ngoài cho em.
đó, rất ok. Đây là màu đen nhá, còn đây là màu nâu này. Đây bác cho bác con màu nâu, màu nào cũng đẹp hết các bạn, màu nào cũng đẹp hết, quan trọng là các bác cứ thích màu nào thì cứ báo cho em thôi. Đấy, đây là con màu nâu, còn đây là con màu đen nhá. Đấy, hai màu đây đó, nói chung là quá chất lượng luôn này, có nhìn này. Đấy, vết đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận luôn nhá, toàn bộ là hàng made in USA. Con này nó cùng thương hiệu với lại cái thắt lưng kia đó, thì em báo giá luôn thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là ví da bò khâu tay nhá, ví da bò khâu tay. Giá của sản phẩm này thì sẽ là 140.000 một cái nhá, 140.000 một cái, cũng hai màu là màu nâu và màu đen nhá. Ví da bò khâu tay. Đấy, 140k một chiếc, bán đồng giá luôn, nâu đen nhá, nâu đen là đồng giá, hai màu như nhau thì các bác lấy màu nào có báo cho em nhá. 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay này, 140k thôi. Hàng made in USA. Nói chung là cái giá này thì các bác yên tâm, giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, không có đâu giá rẻ mà nó sản phẩm chất lượng đâu. Cái này thì em bán quá nhiều rồi. À, sản phẩm này thì các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, siêu bền luôn. Đấy, riêng dòng da thắt lưng da bò này rồi là ví da này thì bên em sẽ bảo hành da cho bác 2 năm. Nếu mà có vấn đề bong chóc các bác cứ liên hệ bên em đổi trả bảo hành cho bác cái mới luôn. Đấy, cam kết bác da cực kỳ chuẩn nhau nhá. Da thật 100% luôn nhá. Rất ok. Đấy, bán cái dòng ví da và thắt lưng này rất là tự tin, nhưng quan trọng là chỉ có cái là hàng nó không đều đúng không ạ? Hàng nó rất là chập tròn. Đấy, nên là các bác tranh thủ nhá. Bữa nào bữa trước mà bác nào chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn đây. Đấy, ví da đây. À, thắt lưng đây, 180.000 một sợi. Màu nâu màu đen. Ví đây luôn nhá, 140.000 một cái. Ví da bò khâu tay. Toàn bộ là da thật 100%. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mã hàng về đồ gia dụng này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái đèn tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn. Cái này thì giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi. 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện. Đèn tròn tích điện nhá. 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này. Đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220. Con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá 90.000, các bác mua về thắp sáng nữa rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon lành. Đây, sản phẩm thì hàng mới như nộp nha. Đấy, à đây rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá. Một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này. Pin điều khiển này, rất đầy đủ cẩn thận luôn. À, sản phẩm này thì đây, nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần phải dây dợ gì. Đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. À, các chế độ sáng nhá, rất ok luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây. Cắm vào cái đầu nguồn 5V này, đấy nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, đấy thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng. Hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang ra phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. À, em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới, vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây, bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có cái chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá. Công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung, em báo giá luôn. Một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này, các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này mình đem đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây, bấm vào đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy, rồi em đã giới thiệu rồi, còn đây bấm vào đây thì nó sẽ sáng này. Đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này. Đấy, thì về các bác lắp pin vào, sau đó là các bác điều khiển. Đây em sẽ lắp pin cho bác con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện. Đôi khi các bác treo lên ấy, mình lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok.
rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi, công ty sản xuất rất ok luôn. Đây on này, on này, off này, on này, off này, đấy rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hẹn giờ này. Cái, nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn, 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này, chế độ tăng tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cộng dây cáp sạc này, là một bộ này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước thứ là rất ok. Đó đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều, để các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W, rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đó là cần thiết mình xài rất ok, 90.000 một quả. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái thùng giấy ăn này, lên mã em sẽ cái thùng giấy ăn, giá thì nó quá là bình dân luôn, giá siêu bình dân luôn. Đó, một thùng giấy ăn này thì một thùng là 20 gói nhá, một thùng 20 gói, giá của nó thì siêu tốt luôn, bao giá thị trường nhá, bao giá thị trường 150.000 một thùng. Đấy, 20 gói giấy ăn về các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, nhà bác nào dùng ít thì chắc là phải cả năm. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một thùng này. Đấy, một thùng nguyên chi này là 20 gói giấy ăn, nhiều lắm các ạ, mà giấy thì cực kỳ dai, dùng rất thích luôn. Đấy, các bác về nhà thi thoảng có cỗ bàn các bác lấy ra dùng, rồi ở gia đình nhà mình lấy ra. Đấy, ăn uống xong mình có cái mình lau mồm lau miệng và thứ rất sạch sẽ ok luôn. Đấy, nó sẽ đóng theo từng gói này, thì một thùng này là 20 gói nhỏ nhỉ các bác nhá, 20 gói nhỏ nhỉ. Một gói này là 460 lần rút luôn nhá. Đấy, một gói này rất là nhiều luôn, 460 lần rút với hết được một gói này, siêu nhiều luôn. Thì cái này đây, về các bác chỉ việc ở đây nó có một cái tờ này các bác tước vào cho em. Đấy, tước ra. Đó, sau đó là các bác chỉ việc là các bác lần cho em cái tờ, sau đó các bác xé này. Đấy, các bác xé nhá. Đấy, xé vào tờ đầu thì bao giờ nó bị rách. Đấy, bắt đầu đến tờ thứ hai bắt đầu nó mới ngon này. Đấy, cứ thế là các bác rút ra thôi. Đấy, các bác cứ để trên bàn này thôi, để cả túi lên trên bàn nha. Đấy, mình cứ dùng đâu là mình lấy ra mình xài ra đấy, rất ok. Giấy thì bao dùng bao xài bác luôn, giấy rất dài, cực kỳ dày nhá, giấy dày lắm, giấy của nó là lên đến 4 lớp này, đây này, mà một lớp này, giấy hàng này là hàng giấy 4 lớp mà dày lắm, nói chung là giấy dày dai và dùng thích, đây này, đấy, 1, 2, 3 này, 4 lớp luôn này, quá xịn luôn luôn nhá, đấy 4 lớp vào, giấy cực kỳ dai, giấy dài dùng thích lắm mà. Bình thường là các bác hay xài mua những cái ở quán xá rồi cái giấy nó rất là mủn, các bác xài ấy, vì nó hàng hàng rẻ tiền và hàng cái dạng hàng hàng đều hàng gia công mà, nên là các bác lau thứ nhất là nó bị mùn đấy, và nó rất là dễ rách, nhưng mà con này dùng rất ok, giấy bao dai bác luôn, bao dai bao dùng luôn nhá, mà các bác lau nó không bị mùn, lau nó không bị mùn, dùng thích cực kỳ luôn. Đó thì một cái hộp một cái túi này là một được một lần là 460 lần rút này. Đấy thì một thùng là 20 gói nhỏ nhá, một thùng là 20 gói nhỏ. Thì bên em đang bán là một thùng là 150.000. Đấy, tính ra nó giá rất là bình dân. Đấy, các bác ra một cửa hàng cửa hiệu là một gói này biết người ta cũng phải lấy bác khoảng tầm 10-15.000 một gói. Đấy, bên em bán cho bác là cả thùng nó chỉ có là đi 150.000 thôi, 20 gói giấy ăn nhá, một thùng và 20 gói là 150.000. Còn nếu các bác nhu cầu mua ít, dùng ít, muốn mua ít về dùng thôi thì sẽ có bán theo gói nhá. Thì các bác cứ lên mã như em sẽ là cái gói giấy ăn 460 tờ. Thì một gói này bên em sẽ gửi bác giá sẽ là 10.000 thôi, 10.000 một gói nha. 10.000 là một gói lẻo nhá. Đó, còn nếu mà các bác có nhu cầu mua cả thùng, mua nhiều thì một thùng là 20 gói là chỉ 150.000 thôi. Đấy, mua cả thùng 20 gói là được rẻ thêm được 50.000 nữa luôn. Đấy mà dùng được lâu dài, nói chung là mua một lần dùng cả năm luôn, mình là nào mình về mình dùng. Thi thoảng nhà cỗ bàn này. Đấy rồi là nhà nhiều khi có người ra người vào khách khứa nhiều, đấy các bác lấy ra nó rất là sang trọng. Đấy, mình để cái túi này lên bàn ăn nhìn cũng rất là đẹp này. Đấy, khách khứa ra ăn đâu mà người ta rút ra đấy, rất là lịch sự ok luôn. Đó, một thùng là 20 gói nhá, 150.000 một thùng giấy ăn 20 gói, một gói này là được 460 lần rút nhá. Ngoài ra thì sẽ có bán lẻ một gói này là 10.000, nếu mà các bác có nhu cầu dùng ít thì mua một gói giấy ăn như này là 10.000 cũng nhá. Rồi em sẽ qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã chảo Hàn Quốc này. Lên mã cho em sẽ là cái mã chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32cm. Con này thì từ nọ là bán rất nhiều rồi, mà giá nó bình dân thôi, giá nó chỉ có
140.000 có nhá, 140.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo chảo Hàn Quốc này. Chảo Hàn Quốc 32 cm nhá, đường kính 32 cm, hàng của Hàn Quốc này. Giá sẽ là 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, 140.000 một chiếc thôi. Giá siêu hạt rẻ bình dân. Đây. Em mở cái bác coi một chiếc chảo này. Rất đẹp luôn, chảo đẹp lắm. Chảo đẹp chất lượng. Sản phẩm thì sẽ nguyên mới nguyên nhà, mới nguyên luôn nhá. Sẽ gồm có là một chiếc môi bằng gỗ này. Đấy, cái này thì nhà xuất rất là chu đáo, là sẽ có gửi kèm cho bác một chiếc môi gỗ. Bình thường là những cái chiếc chảo rung dính ấy là các bác cứ hay dùng những cái đồ bằng kim loại, các bác đảo rồi các bác xào nấu rồi các bác đảo ấy, thì nó rất là dễ nhanh xước, nhanh xước cái men chống dính, thì các bác dùng cái con môi gỗ này. Đấy, các bác đảo nó không lo nó bị chảy cái lớp chống dính ra mà nó được bền hơn. Đấy, thì nhà sản xuất rất chu đáo là có kèm cho bác một cái cây đảo bằng gỗ nhá, có nhá. Rồi tiếp theo là sẽ có là vung này, vung bằng kính cường lực trong suốt nhau nhá. Đấy, kính cường lực trong suốt rất dày, rất là chắn luôn, có bo viền inox vùng quanh đó. Đây logo này quá xịn sò, ok luôn. Đây là cái lỗ để các bác về bắt vít, thì cái này em quay nhanh thôi không bắt cho bác nhé. Đấy thì trong chảo nó sẽ gồm có là một cái tay để các bác về lắp vào vung này. Đấy, về các bác lắp vào vung nha, và một cái tay quay để về các bác lắp vào cái thân chảo để thành cái cán chảo nhá. Đấy, về các bác lắp đây thì đầy đủ, nó có đi kèm ốc vít hết rồi, thì về các bác chỉ việc lắp vào thôi. Còn đây là cái chảo chính này. Chảo này thì rất là to, đường kính của nó là 32 cm, về các bác xài gia đình rồi. Đấy, đặc biệt là nhà đông người rồi các bác rán xào chiên nấu cho em thoải mái luôn. Đấy, và sản phẩm này thì chắc là rất nhiều bác quan tâm là có dùng được bếp từ không, thì em nói luôn nhá, sản phẩm này là dùng được tất cả các loại bếp, và bếp từ, bếp tiếc dùng hết luôn, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp rơm, tất cả các loại bếp là con này dùng được hết luôn nhá các bác nhá. Đấy, tất cả bếp luôn, và đặc biệt là bếp từ dùng được ok luôn nhá. Đấy, đáy từ bắt ngon lành luôn này. Đó, và đây chiếc chảo đây, các bác có thể rán xào nấu vào đây nhá. Đấy, bình thường là các bác rán nhiếc thì không cần dùng vung. Đấy, ví dụ như mình có xào nấu thì mình cho cả cái vung này vào. Đấy, mình xào nấu luôn vì nó có cả vung viếc, ok ngon này luôn. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm nha, một chiếc chảo Hàn Quốc này. Đấy, đầy đủ cả vung này, cả cán, cả môi miếc đầy đủ nha. Là một bộ nha, là 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Đường kính chảo rất là to, 32 cm. Đấy, 32 cm, 140.000 một chiếc chảo của Hàn Quốc nhá, 140.000 một cái. Đường kính 32 cm rất to luôn, các bác dùng gia đình con này rất ok. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái mã nồi cơm Chigo nhá. Các bác có lên mã giúp em cho cái nồi cơm Chigo này. Hàng này thì hàng Chigo, hàng nội địa Nhật rồi, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình các thứ rồi. Đấy, nhà ít người, đặc biệt ví dụ nhà bác nào mà ít người, 1-2 người là các bác xài con này cho em rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, sản phẩm hàng mới như hộp như này nhá. Một chiếc nồi cơm của hãng Chigo. Chigo là một trong những hãng rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng rồi, sản xuất đồ gia dụng, nồi cơm rồi là ấm nước các thứ rồi, rất xịn sò. Đây, hàng các bác nhìn này, 3 tem luôn, quá chất lượng luôn. Công suất của nó sẽ là 200W nhá, và sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít coi nhá, 1.2 lít. Đây, nó có cả tem mác đầy đủ hết này. Đây, đây là cái phần cổng nguồn này. Đó thì đi kèm sẽ có là một cái dây nguồn này. Là phần nắp vung thì các bác về mở cho em hai cái này ra. Đấy, cậy ra. Đấy, sau đó các bác lấy là ok. Đấy, phần nắp vung các bác nhìn này, siêu dày luôn. Đấy, giòn giếc các thứ là thiết kế rất dày dặn chắc chắn nhá. Đó. Đây là phần phụ kiện các thứ này. Đấy, có cái ca đong nước, đong gạo này. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái lòng nồi chính nhá. Lòng nồi cũng rất là dày luôn, có tráng chống dính 100%, không lo nó cơm cháy cơm khê luôn nhá. Đấy, nồi rất dày nhá. Các bác nghe tiếng này, nó cục 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 luôn. Đó. Đây là bên trong thì là phần mâm nhá. Phần mâm thì rất dày. Và con này thì em đã nấu, nhà em đã nấu test thực tế rồi. Đấy, các bác về nấu cơm nấu nước, cái nhiệt nó rất là cao, chín thấu cực kỳ ngon cơm luôn. Cơm ngon rất dẻo nhá các bác nhá, cơm ngon rất dẻo. Cái này thì em nói luôn, dung tích của nó là 1.2 lít nhá, nên là phù hợp cho 1 người đến 2 người là cùng thôi nhá các bác nhá. Còn nếu mà đông quá thì không dùng được đủ đâu. Đấy thì khoảng tầm 1 người đến 2 người thôi, 1 người 2 người là dùng ok. Đấy, ví dụ như là các bác hay đi xa, đi công tác các thứ, đi làm ở chỗ xa, giờ mình có 1-2 người ở phòng trọ thì giờ dùng con này rất ok, nhỏ gọn rồi. Ví dụ các cháu nhà mình sinh viên, hoặc bác nào người già dưới là các thứ cả, ở nhà con cái đi hết rồi, ở có một mình hoặc hai vợ chồng nhỉ, thì các bác dùng cho con nồi này rất ok luôn. Đấy, nồi thì cam kết bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Nồi nấu cơm chín cực kỳ ngon, và em đã test thử rồi, nồi nấu cơm chín rất là ngon nhá, cơm dẻo, cơm ngon, chín thấu. Đấy, dùng ok.
sản phẩm đi đầy đủ full phụ kiện nha, vung lắp đại đầy đủ ngon lành nha. Là giá sẽ là đi 220.000 nhá, 220 mà một chiếc nồi cơm điện của Chigo. Đấy, đây. Báo lại bác về cái thông số này. Công suất là 200W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo đây, có in logo này. Đó. Giá sẽ là 220.000. Báo ship cho bác luôn. Đấy, báo ship cho bác luôn. Giá rất bình dân. Vừa nãy quên không quay cho bác là nó sót trong cái thùng, nó còn có cả cái môi nữa này. Đấy, có cả cái môi này luôn, môi sới cơm luôn. Đấy, thì đầy đủ, rất đầy đủ phụ kiện luôn. Về chỉ việc xài thôi. Lên mã em sẽ cái nồi cơm điện Chigo nhá. Nồi cơm điện Chigo hàng mới như hộp nha. Dung tích là 1,2 lít nhá. Điện 220V. Giá của nó sẽ là đi 220.000. Bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, dùng dung tích 1 lít 2 dùng phù hợp 1 đến 2 người ăn là rất hợp lý. Đấy, 1 người 2 người là ok. Đó, 220.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn, nồi cơm Chigo, cơm nấu ngon, chín thấu nhá, cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính nhá. Em báo giá luôn. Giá hiện tại em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nhá, chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân. Mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này. Đấy, tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu thì mình học tập này. Đấy, học tập các thứ là thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ, dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi, không cần vì những cái pin cao sang, pin nọ pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm, thì đây cái pin cũ áo này cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy, về các bác lắp vào lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím này, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 này, 2 3 4 5 6 này, 7 8 9 cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Đấy, vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh các bạn, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội, cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ ra cho con chó này mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy, bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió này. Lên mã cho em sẽ cái dầu gió của Singapore nhá. Em báo giá luôn. Một cái lọ dầu gió của Singapore này, bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k có nhá. 50k một lọ dầu gió Singapore này, chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ luôn. Đó, 50.000. Về các bác xài sử dụng này, đây. Bóc cho bác một hộp này. Cái này thì nhiều bác hỏi bên em là hàng có chính hãng không, với lại có cam kết chuẩn Singapore không, thì cam kết bác luôn là hàng chuẩn 100% Singapore. Các bác mà phát hiện hàng giả nhái đền tiền bác luôn. Các bác cứ mở ra nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác mở ra test thử, bôi thử thứ cho em thoải mái luôn. Đây, đấy, hàng chuẩn của Singapore nhá. Đó, cái màu này có nhìn này, cái màu dầu gió rất là đậm đó. Và hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, chống chỉ định trẻ con hay thứ là xoáy ra nghịch. Mùi rất thơm luôn, mùi cực kỳ thơm, mùi đúng chất dầu gió nhá. Đấy, mùi chuẩn dầu gió luôn. Đây, em sẽ cho bác coi này. Hàng này của nó là hàng xuất đi Mỹ luôn này. Đấy, USA nào nhìn này. Đấy, USA nhá. Made in Singapore. Đấy, made in Singapore, hàng dầu gió xanh. Nhiều bác hay gọi là dầu gió của nó, hoặc là dầu gió xanh, hoặc là các bác cứ lên mã cho em sẽ là chai dầu gió cũng được. Giá em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn 100% nhá. Các bác phát hiện hàng giả, hàng nhái các thứ, hàng điểu rồi, em đền điền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết là hàng chuẩn Singapore, hàng xách tay về luôn đấy, hàng xách tay về luôn đấy. Đấy, hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, USA này. Đấy, made in Singapore. Đấy, rất thơm. Và các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Đấy, nhận hàng kiểm tra. Một hộp một chai này là 50k. À, cái quên không báo bác là cái dung tích của cái chai này là rơi vào là 24ml nhá. 24ml. Đấy, nó là dạng chai vừa, khá là nhiều, dùng được khá là lâu đấy. Đó. Chai dầu gió Singapore nhá. 50k. Đấy, cái này thì rất là nhiều công dụng, trị cảm này. Đấy, rồi là ốm sốt các thứ ra, đau nhức xương khớp, rồi là côn trùng đốt, bộ rất là nhạy luôn. 50k một chai dầu gió Hàn Quốc. À, chứ mẫu bác là dầu gió Singapore nhá. Đấy, 50k một chai, các bạn nhìn này. Đấy, cái phần tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy, với hàng chuẩn chính hãng này. Đó. Có thấy không? Cái vỏ nó nhìn nó thấy rất là ok rồi, thiết kế rất là đảm bảo thương hiệu bản quyền luôn này. Đấy, có thấy không? Cái tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy.
Rồi bắt đầu đến mùa du lịch rồi. Đấy, bắt đầu là các bác đang cần những cái sản phẩm nha chị ơi. Đấy, hiện tại thì em đang phân phối cái mã hàng đó là cái khăn nén du lịch này. Lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá. Về các bác xài cho anh em hoặc là các bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, đi nhà nghỉ, đi khách sạn. Đấy, đặc biệt là các bác đi nhà nghỉ, khách sạn, những cái khu nghỉ dưỡng rồi. Đấy. Những cái khăn tắm thứ giờ dùng chung rất là nguy cơ, ví dụ như là lây bệnh này, rồi là bệnh ngứa, bệnh nhiếc các thứ này, rất nhiều bệnh luôn. Đấy. Cái khăn này thì các bác không biết là những người trước người ta dùng để người ta làm cái gì, đấy, người ta lau cái gì thì các bác không thể biết được. Đấy, chỉ có những người người ta sử dụng cái khăn đấy rồi là những người làm ở khách sạn đấy người ta biết được nhau nhá. Đấy, thì các bác một cái giải pháp rất là sạch sẽ và an toàn là các bác mua cho em cái khăn nén này về. Đấy, nó gọi là cái khăn nén du lịch nha. Thì đây, nó sẽ nén chặt với nhà và khi mà các bác ngâm nước nó sẽ bung ra rất là to luôn. Đấy, bung ra thành một chiếc khăn tắm kích thước là 1m4 x 70 rất là to luôn. Đấy, nhìn các bác nhìn nó nén chặt này, nhưng mà khi cho vào nước nó nở ra rất là to. Đó, thì một chiếc khăn nén du lịch nha, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20.000 một cái thôi, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác ví dụ đi du lịch, đi tour tầm 3-4 ngày, các bác sắm cho em tầm 3-4 cái, mỗi ngày các bác dùng một cái thôi, vừa lau người vừa lau mặt các thứ, ok luôn, sạch sẽ, không cần phải dùng chung đụng như nào, sạch sẽ ngon lành. Đấy, dùng xong là các bác bỏ đi được. Đó, nó giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000. lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá các bác nhá, khăn nén du lịch này chuyên để các bác đi du lịch, đi công tác, đi chơi ở khách sạn, nhà nghỉ, rồi các bác ngại dùng chung với người ta, dùng riêng ra, đấy, tránh lây bệnh, lây nhiễm các thứ bẩn thỉu. Rồi các bác mua cho con này chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra 20.000 mua khoảng tầm 3-4 cái về, một mùa du lịch ta xài thoải mái luôn. Đấy, rất là cần đấy các bạn, rất là cần đấy, 20k một cái nhá. Nó nén chặt này thôi nhưng mà khi mà các bác tháo nước nó ngâm ra, à, nó bung ra rất là to luôn. Cái này thì đây em quay trực tiếp này, đấy, nó đang nén chặt nha. Đấy, còn các bác thả nước nó bung ra rất là to đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bác cùng xem này. Bố dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha, nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh à, không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha, xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mận cũng múc cái im khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch. Xuống tới đây đi tắm cái là vẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đó, thực tế về cái khăn nó rất là to luôn. Đấy, nó như một chiếc khăn tắm to luôn đấy, 1m4 x 70 rất là to. Về các bác sử dụng này, xài lau người, lau ngậm, lau mặt, lau mũi cái thứ này rất ok luôn. 20k một cái nhá. Lên mã em sẽ đi khăn nén du lịch nhá, khăn nén du lịch 20k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu xoa bóp dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, có cậu thủ Song Min nhá, đấy, làm đại diện thương hiệu rất ok. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi bạn. Đấy, và hàng thì nó lúc bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Nhiều khi các bác cứ bảo là dầu giá nó cao các thứ rồi, đấy thì hầu như là toàn hàng nháo ạ. Đấy, hàng chuẩn chính hãng là phải có cậu thủ Song Min này thì mới là hàng chuẩn chính hãng nhá. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có cái dầu nào có cái cậu thủ Song Min không, cái cậu thủ bóng đá không, thì đây, đấy chính là nó đấy nhá, chính là nó đây. Đấy, dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nhá. Các bác đang đau nhức cơ, đau nhức xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đấy, các thứ rồi. Đấy, thì các bác mua cho em cái lọ này vào rất ok luôn. Hàng này có hạn sử dụng lên đến là 2027 nhá, 2027 nên là các bác yên tâm nhá, hàng bên em lấy hàng đét mới luôn đấy. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một hộp này. Đó. Một cái lọ này thì một chai này sẽ có dung tích là 100ml, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp. Đây, 100ml, mùi rất thơm. Các bác bóc ra mùi rất thơm nhá, mùi rất thơm. Đấy, và đây ở đây nó có một cái thanh lăn này. Đấy, thì khi mà các bác bôi xong thì các bác dùng cái thanh này các bác lăn. Đấy, lăn massage để cái dầu nó thẩm thấu vào được tốt hơn nhá, được tốt hơn. Đấy, các bác dùng cái thanh này các bác lăn rất ok. Đấy, một chai này là 100ml, các bác bôi cũng khá là lâu đấy. Đó. Chuyên để các bác đau nhức xương khớp các bác bôi cho. Đấy, dầu nóng của cậu thủ Song Min nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái dầu nóng Hàn Quốc của cậu thủ Song Min. Giá thì bên em đang gửi bác một cái lọ này, một hộp này sẽ là đi 80.000 các bác nhá, 80k. Dầu nóng Hàn Quốc Song Min nhá, 80k một hộp nha. Giá rất bình dân thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng nhá, mua về cho người già, ông bà bố mẹ thì mình dùng rất là nhạy luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi này. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều ạ. Đặc biệt hiệu quả, nó làm giảm các cơn đau nhức cơ khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhá. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa, nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải.
Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là ok, đặc biệt cho những người lớn tuổi dùng rất là hợp lý luôn. Đó, giá nó sẽ là 80k nhá, lên mạng em sẽ lấy cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nha của cậu thủ Song Min. Hàng cam kết bác là hàng chính hãng luôn, 80.000 một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc nha, 80k một chai. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bóng đèn 4 cánh nha, lên mạng em sẽ cái bóng đèn 4 cánh em báo giá luôn. Hộp này thì một cái quả này bên em đang bán giá sẽ là 90.000 một quả, 90.000. Bóng đèn 4 cánh nhá, bác nào mà không cần không gian rộng, cần quả bóng sáng thì bác mua trong quả này, cực kỳ sáng luôn. Đấy, công suất của nó sẽ là 100W nhá, 100W. Bóng rất sáng luôn. Đây, 100W này, sử dụng cho em là điện 220. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá và đuôi sẽ là đuôi xoáy. Đấy, đuôi xoáy nên các bác dùng, dễ sử dụng nhá. Đây, nó sẽ sáng là 4 cánh nha. Đấy, 4 cánh và một cái chóa ở giữa này. Đấy, các bác về sử dụng lắp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. Đấy, bóng rất sáng nhá. Đấy, trước em cũng xài cái bóng này để em quay video bác này. Rất sáng luôn. Trước đắt lắm, trước cái dòng này các bác mua ít đi giờ khoảng tầm 150-200 một quả. Đợt này giá nó rất là tốt, nó chỉ có 90.000 một quả thôi mà các bác về sử dụng xài. Đấy, xài gia đình, xài những không gian rộng, sân rộng rồi là nhà cửa cần những không gian rộng mà cần những quả bóng sáng các bác xài cho em. Đấy, nó ánh sáng rất là rộng luôn và rất là sáng nhá, 100W xài thoải mái luôn. Đó, lên mã em sẽ là cái đèn 4 cánh nhá. Sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá và rất là tiết kiệm điện các bác nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác là 90.000 nhá, 90.000 một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh, 90.000 một quả, sử dụng điện 220 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái máy hút bụi ga giường. Lên mã em sẽ là cái máy hút bụi ga giường này. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác mua về chuyên dùng để hút bụi ga giường nhá. Đấy, ga giường, nệm ghế, sofa cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, máy chạy được cực kỳ khỏe nhá đây. Sản phẩm này thì nó là dòng sạc tích điện nhá, sạc tích điện nó là dòng không dây các bác. Nó có kèm pin tích điện sẵn rồi. Các bác sạc đầy pin sau đó các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại sạc vào. Cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn 5V 2A này, công suất của nó sẽ là 68W các nhá. Đấy, so với lại máy thì 68W này thì nó là dòng máy pin thì nó rất là trâu bò rồi ạ. Đấy, bình thường thì nó chỉ khoảng tầm vài chục watt thôi, nhưng đây con này nó lên đến là 68W nhá, rất là trâu bò luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận kỹ càng luôn. Đây, con máy nhá. Đấy, hàng hãng, hàng thương hiệu hàng vàng. Sẽ gồm có là thân máy chính này, nút nguồn bật tắt này. Đấy, đây, non tớt này. Đấy, hãng nhá, rất xịn sò, ok. Máy rất chất lượng luôn. Đấy, có cả tem mác đầy đủ hết luôn nhá. Thông số kỹ thuật này. Đó, 65W, 185mm này. Máy hút cực kỳ khỏe nhá và máy chạy rất ok. Đấy thì đi kèm sẽ có là một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là dây cáp sạc nhá. Dây cáp sạc thì đây là cái dây sạc. Nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cục sạc điện thoại, các bác cắm một cục sạc điện thoại sau đó các bác cắm sạc cho nó là sử dụng thôi. Đây. Đây cơ, đây là cái phần chân sạc của nó đây. Đấy, các bác cắm vô đây. Là các bác sạc vào nhá. Đấy, cắm vô là sạc. Còn khi mà hút thì các bác chỉ phải hút thôi. À, con này nó có một cái chế độ rất hay. Đó là cái chế độ đèn cực tím này. Đấy thì nó sẽ vừa hút và nó sẽ đồng thời là khử khuẩn luôn nhá. Đồng thời khử khuẩn luôn. Thì rất là dễ xài. Ví dụ về nhà các bác có chăn ga gối đệm là các bác chỉ việc bật máy lên. Sau đó các bác cứ đưa cho em đi nha. Đấy, đưa kéo đi kéo lại cho em là xong. Đấy, hai cấp độ nhá, cấp độ 1 này. Cấp độ 2 này. Đó. Máy chạy rất khỏe luôn, máy hút khỏe lắm. Đó, vào đây. Khi mà hút xong thì nó sẽ chứa rác vào trong này, các bác chỉ cần lấy này ra. Sau đó các bác đổ rác ra, các bác vệ sinh cái phần lọc này và các bác khi vệ sinh sạch sẽ xong các bác lại lắp vào là ok thôi. Đây các bác lại lắp vào đây. Đây nó có cái lẫy này. Nó có cái lẫy cá nhá. Đấy, có cái lẫy cá đấy, các bác xoáy vào. Đấy, khớp nó vào xong đây nó có cái lẫy cá. Đây em sẽ hút thử test thử bác coi này. Đây nhá, đây em sẽ test thử bác coi nhá. Đây có một cái đường giấy này em sẽ hút thử bác coi này đây nhá. Bật máy này. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Em đi vài đường cái là nó hút hết những cái rác rửa thứ trong này. Và đây là tờ giấy rất là to nhá. Chứ còn những cái bụi mịn ở trên giường thì nó hút rất là sạch luôn. Đấy thì nó sẽ hút tất vào trong cái lỗ này và nó sẽ chứa vào trong cái hũ này nhá, chứa vào trong hũ này và lúc nào lấy thì các bác lấy cái lõi lọc ra. Đấy các bác vỗ hết cái rác rửa này ra này. Đấy, vỗ hết rác rửa này ra.
Và bác lại lắp cái lõi này vào cho em. Đấy, khi nào hút thì nhớ cho em là lắp cái lõi này vào nhé. Đấy, lắp cái lõi này vào. Và các bác lại lắp vào máy. Sau đó là các bác lại xài. Các bác bật máy lên các bác hút thôi. Rất là dễ dàng chịu nhé. Đây, máy hút rất khỏe luôn đây. Các bác coi. Đấy, thấy không? Đây là máy hút rất khỏe luôn nhá. Đấy, thấy không? Máy nó hút luôn này. Đó, máy hút cực kỳ khỏe luôn. Đó, các bác nhìn nó hút luôn này. À, đấy, tờ giấy to này nó cũng hút cơ mà. Đấy, rất ok nhá. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá. Chuyên để các bác hút bụi ga giường. Giá rất bình dân thôi. 280 ngàn một cái nhá, 280 ngàn một cái. Máy hút bụi ga giường này, hút bụi ga giường. 280k nhá, 280k. Và giá này thì em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, máy hút bụi ga giường nhá. Rồi các bác tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Cái này rất là hay. Về các bác đựng đồ đạc gia đình thì mình rất là tiện dụng luôn. Đấy, cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, như này thì cả các bác để lên cho em dùng rất là ok. Một chiếc kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, thiết kế thì phần khung giá đỡ này của nó là bằng nhựa này, còn những cái ống ống trụ chính của nó là bằng inox nhá. Rất là ok. Đấy, và đi kèm thì nó sẽ có là những cái bánh xe để các bác có thể di chuyển đu đi đu lại ok luôn, rất tiện dụng này. Bánh xe có thể là xoay 360 độ luôn, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam ạ. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam nhá, kệ xe đẩy 4 tầng. Cái này em báo giá luôn, giá của nó thì chỉ có 80 ngàn một cái thôi. 80 ngàn, giá rất là bình dân, dễ mua. Đấy, và sản phẩm dùng rất là hay. Các bác mua về mình đựng những đồ lặt vặt trên những cái kệ này cho nó gọn này. Đấy, lúc mình tìm cái thứ ra nó dễ tìm nhá. Con này thì chiều dài của nó rơi vào là đi 39 này. Cái bản rộng của nó rơi vào là 22 và chiều cao của nó rơi vào là đi chiều cao của nó rơi khoảng tầm 60 nhá, 60. Đấy, nói chung là nó cũng khá là to tát chắc chắn nhá. Đây. Đó, hàng cũng khá là xịn. 4 tầng. Đấy, 4 tầng nhá. Đây các bạn nhìn này, 4 tầng này luôn. Rất là ok nhá. Đấy, 4 tầng ngon này cái nào luôn. Các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, mỗi khay này các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh như này. Đấy, mỗi lần mình tìm mình lấy cũng dễ tìm những cái đồ đạc các thứ của nhà mình. Đó thì hàng đồ gia dụng cao cấp nhé, lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Giá của nó sẽ là đi 80 ngàn một chiếc nhá. Chỉ có 80 ngàn thôi, rất là ok. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài. Hàng này thì bên em sẽ gửi thì sẽ tháo rời nhá. Còn về thì các bác lắp đặt và là xài thôi. Con này nó cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, cho cả người già chị em cũng có thể lắp được luôn. Nó dễ lắp lắm. Lắp cực dễ cực kỳ luôn. Nó 80k nhá, chỉ có 80 ngàn thôi. Kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Nó sẽ gồm có là 4 tầng nha. Đấy, 4 tầng nha. Chiều cao là 60. Dài là 40 và rộng của nó là 22 nhá, 22. Khá là to ta chắc chắn luôn, 80 ngàn một cái thôi. Bộ dao 3 món của Đức này, hàng bên shop tiếp tục hàng về. Lên mã em sẽ cái bộ dao 3 món nhá. Bộ dao Đức 3 món hàng của Huy Linh. Đây. Set 3 dao của Đức của Huy Linh nhá, em báo giá luôn là 130 ngàn bộ này, chỉ có 130 ngàn thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Bộ set 3 dao của Huy Linh cực kỳ xịn chất lượng đây. Em sẽ bóc cho ba con này. Quá xịn sò, quá chất lượng luôn. Mới nguyên hộp như này nha, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Logo Willing nha, đấy logo Willing. Con này sẽ một bộ này sẽ gồm có là 3 dao nha các bác nhá, 3 dao. Một chiếc dao thái này, thái lọc phi lê này thì các bác xài con này cho em. Đấy logo Willing nha. Đấy, thái lọc các bác xài con này cho em nhá, rất chắc chắn luôn, tay cầm này. Tiếp theo thì là một cái con thái này, một con thái bản to nhá, con này là chuyên để các bác thái bản to này, đấy các bác xài nhá, rất sắc bén luôn. Đó, thép chất thép cực kỳ chất lượng đây, logo Willing này. Đó, con này các bác thái bản to. Và một cái con nữa là các bác dùng để chặt này. Đấy, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các bác xài con này nhá. Đó, nói chung là gia đình các bác mua cho em bộ ba này các bác xài thoải mái rồi. Đây. Đấy có logo Willing nhá. Con này các bác chặt gà, vịt, thịt xương quá ok rồi. Đó. Một bộ này là gồm 3 dao nhá. Một dao thái này. Thái lọc phi lê này, một con dao thái bản to này và một con dao chặt nhẹ này, ok luôn. Một bộ 3 dao này, giá đang gửi bác là 130 ngàn nhé các bác nhé, 130 ngàn cho một cái bộ Đức, dao Đức 3 dao của hàng của Willing nhé, hàng của thương hiệu Willing của Đức nhé. Đấy, logo hình hai thằng người này, set 3 dao, 130 ngàn cho một cái bộ set mà bộ dao Đức 3 cây nhé. Đấy, bộ dao Đức 3 cây, 130 ngàn bộ. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác cái siêu phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Lên mã em sẽ là nồi chiên không dầu hàng của Camel. Hàng của Camel này thì chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng các bác nhá, rất nổi tiếng, hàng thương hiệu của Nhật rồi, rất là xịn sò rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 12 lít nhá và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 1500W. Các bác mua về
dùng làm những cái món chiên không dầu rất ok. Đấy, đậu chiên này rồi là gà chiên, khoai tây chiên các thứ ra. Cái hay của sản phẩm này là nó không cần dùng dầu nên là các bác ăn uống nó đỡ dầu mỡ. Đấy, đỡ gây nguy hại đến bản thân nhá. Đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ rất là nhiều bệnh liên quan đến dầu mỡ này, máu nhiễm mỡ rồi là gan nhiễm mỡ này các thứ rồi. Đấy thì các bác tập ăn những cái kiểu dạng như kiểu là ít dầu ít mỡ đi. Mình ăn nó ít dầu ít mỡ đi thì các bác sử dụng cái nồi nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái nồi này thì nó còn có chức năng là giã đông cực kỳ hay. Như em đôi khi là có những cái món thịt thà thứ là mà mình lấy ra muộn quá nó chưa kịp giã đông kịp ấy, các bác thả vào cái nồi cho em. Đấy, giã đông rất là hay nhá nhá, giã đông rất là hay. Thì đây. Tổng quan em nồi đây, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy. Mồi 12 lít thì về các bác xài cho em thoải mái luôn. Đấy, nướng cả một con gà khoảng tầm 2 cân 3 cân đây cho em thoải mái luôn này. Đây, cái phần lòng nồi rất là rộng luôn này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn, bóng loáng luôn nhá. Vì con này thì nói chung là quá dễ xài rồi. Người già trẻ em, người lớn rồi là các thứ giờ mọi tầng lớp xài rất dễ dùng luôn. Đấy, rất dễ dùng mà dùng rất là tiện quá. Đấy, như các bác làm những cái món nướng nước các thứ này, vứt về cho em khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng là có những cái món nướng ra, gà nướng, cá nướng này, rồi là các thứ giờ mình ăn nướng, ăn những cái món này nó đỡ dầu mỡ đi, ăn vừa đỡ ngấy mà nó đỡ bệnh tật quá. Đấy, đôi khi là các bác ăn nhiều dầu mỡ quá nó cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thì các bác mua cho em cái con này về sử dụng rất hay, mà giá nó bình dân thôi, nó chỉ có 520 ngàn một con thôi, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mà dung tích nồi là lên đến là 12 lít thì rất là to. Đấy, nhà đông người cũng có thể xài thoải mái. Ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm này, hai cái nút vặn này. Mà nút bên này thì sẽ là cái nút điều chỉnh nhiệt độ này. Con này nó điều chỉnh nhiệt độ từ 0 là tối thiểu và tối đa lên đến nhiệt độ là 200 độ C nhá. Và có cái nút bên này là nút chỉnh giờ thì nó chỉnh tối thiểu là 0 phút và tối đa của nó sẽ được là 30 phút này. Đấy thì con này nó có chế độ hẹn giờ. Thì các bác điều chỉnh cái nhiệt độ cần thiết cho món ăn, ví dụ như là trong vòng 200 độ hoặc là 180 độ chẳng hạn này. Đấy, và trong vòng 30 phút nhá. Và khi mà hết giờ thì nó sẽ tự động là nó sẽ về không luôn. Đó, kêu tinh một cái là tự động là máy nó sẽ ngắt, rất là thông minh nhá. Các bác không lo bị cháy nào đâu, vì cái này nó có chế độ hẹn giờ rồi là chế độ cài đặt thời gian hết rồi. Thì là các bác dùng yên tâm, nấu nướng các thứ giờ mình đỡ phải lỉnh kỉnh nhiều. Đấy, ví dụ làm cái món thịt nướng rồi cá nướng là các bác vứt về cho em cái là mình cứ set up cài đặt sẵn chế độ rồi là hẹn thời gian các thứ là tự động khi mà nó chín là nó sẽ nảy luôn. Đấy, rất là ok. Đây, hàng mới nguyên hộp luôn đó nhá, mới nguyên hộp giấy tờ sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn công thức nấu ăn các thứ này. Đấy, quá xịn sò rồi. Là cái giấy này là giấy hàng cái tờ này là giấy hướng dẫn của công ty này. Đó, rất là xịn sò, ok nhá. Hàng của thương hiệu Camel. Con này thì nói chung em bán khá là nhiều rồi mà các bác mua về cũng rất ưng, sử dụng nấu được rất là nhiều món luôn nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên không cần dầu nhá, nồi chiên không cần dầu. Đấy, nồi chiên không cần dầu. Công suất là 1.500W này, dung tích là 12 lít nhá, 12 lít, hàng của thương hiệu Camel, thương hiệu của Nhật nhá, rất xịn sò, ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái nồi chiên không dầu, em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì tốt nhất thị trường luôn, 520 ngàn và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ đi tham khảo đi. Những cái nồi 12 lít không là có giá 520 đâu, ít thì giờ còn tầm 700-800. Đấy, bên em bán gọi các bác là lãi chút tình cảm cho bác thôi. Đấy, nó chỉ có 520 ngàn, lại cần bao ship cho bác tận nhà. Nồi thì rất là to tát, chắc chắn, dày dẫn. Đấy, sử dụng điện 220 cho em. Đấy, ok luôn. Đây, mở ra rút ra, cho đồ ăn thứ vào đây. Đó, sau đó các bác xoáy, set up thời gian nhiệt độ. Khi mà nó hết thời gian cái là nó kêu lên tinh cái là đó là tự động là máy nó sẽ ngắt và các bạn đồ ăn là báo hiệu ok rồi. Đấy, trên này nó có những cái công thức ở trên này. Đấy, logo Camel này, rất xịn sò. Nồi mới keng luôn nhá, nồi mới keng luôn. Lên mã cho em sẽ cái nồi chiên không dầu 520 ngàn, báo ship tận nhà luôn. Đấy, nồi chiên không dầu nhá, sử dụng nấu nướng rất nhiều món ăn, giã đông thức ăn cũng rất ok luôn. Có về cho bác một cái lô đó là sản phẩm đó là cái máy tính này. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính nhau nhá, máy tính. Rất là hay, về các bác dùng để tính toán hoặc là hàng hóa các thứ này. Đấy, số liệu rồi. Thứ hai, ví dụ các bác mua về các cháu mình học tập. Đấy, tính toán các cháu mình tính toán số má thứ rất ok. Nói chung là cái này cũng khá là cần. Đấy, hàng thì dòng bàn phím lồi này, cực kỳ dễ bấm luôn. Đấy, đặc biệt cho những người già, người lớn tuổi cũng có thể dùng luôn nhá. Đấy, cái số nó quan trọng là cái số cái bàn phím nổi này, nó rất là dễ bấm. Đấy, bấm số nào là ra số đấy luôn, nó không bị chèn sang số khác ạ. Đấy, cực kỳ dễ bấm, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy, có đầy đủ căn phần trăm, nó căn bậc hai, số má rất to rõ ràng đây nhá. Đấy, thiết kế rất là
vừa vắn này, đấy, khoảng tầm to khoảng tầm bàn tay em, đấy, to to hơn bàn tay em một chút này. Đấy, cái và cái hay của sản phẩm này nó rất là thiết kế rất hay là nó dùng một cái viên pin tiểu này thôi, này. Đấy, nó chỉ dùng một viên pin tiểu thôi nên là ví dụ như là hết pin các bác rất là dễ dàng thay thế các nhá, rất dễ dàng thay thế. Đó thì em báo giá luôn. Đợt này về cái lô này giá rất là tốt, giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 một chiếc nhá, 70.000 một chiếc. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính này, đấy, sản phẩm máy tính. Giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 70.000. Đấy, các bác mua về tính toán, mua về cho các cháu mình học tập tính toán ok luôn. Rồi gia đình nhà mình tính toán số liệu hàng hóa các thứ là ok, chỉ có 70.000 thôi nhá. Và nó dùng cái pin tiểu. Nên là ví dụ hết pin là các bác rất là dễ dàng thay thế thôi. Cửa hàng cửa hiệu cái này pin người ta bán khá là nhiều. Đó, mua về lắp pin mà là xài đấy ạ. Đấy, lắp pin mà là xài thôi. Đấy, máy tính thì cực kỳ chuẩn xác, ok. Máy tính mà không chuẩn thì không phải là máy tính đâu ạ. Đấy, rất ok nhá. Đây, 1 cộng 1 này, cộng 1 bằng này, 2 này. Đấy, ngon lành, số to rõ ràng nhá. Chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đấy, số to rõ ràng nhá. Đấy, bấm phát nào là ra phát đấy. Cái này nó là dạng bàn phím lồi nên là các bấm nó rất là dễ dàng bấm, nó không bị dính phím với nhau nhá. Đấy, rất dễ bấm này. Đấy, bấm rất là nhanh luôn. Đó, rất ok nhá. Đây, đấy, ngon này, cái nào luôn này. Đó, xóa cái ok luôn. Rồi, 70.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái máy tính nhá, cái máy tính để các bác tính toán tiền nong. Rồi là cho các cháu mình mua về học tập tính toán phép tính ok luôn. 70k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính 70k, hàng rất là xịn chắc chắn luôn. Đó, sử dụng pin tiểu nhá, sử dụng pin tiểu rất dễ dàng thay thế và sử dụng. 70k một chiếc. Rồi lên nhanh bác luôn một số cái mã hàng này. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã loa gỗ dài nha, em báo giá luôn. Con này thì giá rất bình dân mà nghe nhạc rất hay luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ dài này. Đấy, mã của nó sẽ là XM520 nhá. Đấy, loa gỗ dài. Loa gỗ dài này giá của nó thì bình dân thôi, 250.000. Em bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, con này thì kết nối nghe nhạc với Bluetooth của điện thoại nhá, rồi là cắm USB thẻ nhớ các bác nghe luôn. Đấy, các bác nghe phòng có thứ nào nghe rất hay, nghe phòng hay lắm. Đấy, rồi là các bác kết nối với điện thoại nghe nhạc cực kỳ ok. Đấy, đặc biệt là các bác nghe những cái dạng nhạc vàng, nhạc Bolero thì chấm hết luôn. Con này em cũng đang xài một con mà nghe thích lắm. Đấy, nghe cái chất âm của nó rất thích nhá. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái chất âm của nó bass nó đánh cực kỳ sâu. Đấy, bass căng, chắc sâu nhá. Nghe rất thích nha. Đây, đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc sẽ là nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cái loa này rồi. Đấy, còn đây là sản phẩm loa này. Chiều dài của nó thì rơi khoảng tầm là 40 nhé, 40. Đấy, chiều rộng 10, chiều cao 10. Đấy, có phần đế chân nhé. Các bác để dùng vừa trang trí deco này, các bác để chỗ tủ kệ TV rất đẹp luôn. Đấy, rồi các bác dùng để nghe nhạc. Mình nghe nhạc bác nào không thích to tát kiểu dạng nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thì các bác xài nhau con này rất hợp lý luôn. Đấy, thì đây trên này sẽ có là những cái cổng kết nối với USB. Ví dụ các bác có những USB mà nó chứa nhạc sẵn ấy, thì các bác cắm đây là các bác nghe được luôn này. Rồi là có cổng cắm thẻ nhớ này và có cổng AUX để các bác cắm tai nghe. Đấy, và đây là cái cổng sạc DC 5V luôn nhá, DC 5V. Đấy, tức là nên nó sử dụng cái nguồn điện sạc là 5V nhá, 5V 2A. Con này nó là loa tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại sạc cho em đầy vào. Đấy, và nghe hết thì các bác lại sạc vào, sạc vào xong các bác lại nghe. Đấy, nó như kiểu điện thoại mà. Các bác dùng hết pin thì các bác lại sạc nó vào. Đấy, sạc nó vào, sau đó là các bác dùng hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, có thế đâu, các bác sạc. Trên này sẽ có là nút là nguồn này, rồi là em đổi các chế độ này. Nút next bài này. Đấy, rồi là nút play pause này. Đấy thì các bác muốn mở loa thì các bác giữ lì cho em cái nút nguồn này nhá, giữ lì này. Đấy, giữ lì. Đấy, nó lên rồi nhá. Đấy, còn nếu các bác muốn cho to thì các bác nhìn thấy cái mũi tên nó chỉ sang bên tay phải của em này. Đấy thì đây, các bác giữ lì cho em. Giữ lì thì nó sẽ đẩy cái hết cao lên to lên nhá. Đấy, còn các bác muốn cho nhỏ thì các bác lại giữ lì nút bên nó chỉ sang bên tay trái này, còn nút bên tay phải nó sẽ cho to lên nhá. Còn cái khe này ví dụ là các bác có điện thoại thì các bác dắt vào đây. Đấy, ví dụ các bác có con điện thoại các bác dắt nó vào đây. Đấy, các bác để vừa nghe nhạc này, vừa nghe nhạc vừa để điện thoại ở đây này, vừa xem video thì ok luôn nhá. Đây, em sẽ mở loa và kết nối với bác coi này. Thì các bác cứ vào trong cái phần cài đặt này, các bác tìm đến cái phần Bluetooth này. Đấy, sau đó các bác tìm trong cái mã loa sẽ là XM520 này. Đấy, nó hiện lên luôn này, các bác bấm cho em. Đó, vào luôn nhá. Thì đây bây giờ em sẽ test nhạc các bác coi luôn. Đây nhá, đây em sẽ mở test loa bác coi nhá. Đây, các bác cùng nghe này. Đấy, có đây không? Nghe bass rất căng nhá.
con này các bác phải nghe thực tế ngoài các bác mới cảm nhận được. Con này cái bát nó đập đâu đấy luôn. Đấy, bát đập ra bát mà chét, nghe ra chét luôn. Nghe rất hay nhá, nghe rất hay luôn. Mà cái này em bán khá nhiều rồi, các bác rất là khen luôn. Có những bác mua đến con thứ hai, con thứ ba luôn. Bán rất chạy nhá, mà nghe rất hay. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe rất ok. Đấy, không cần vì dây dợ gì nhằng nhá. Nó là dòng loa sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc. Và khi mà sạc đầy rồi thì các bác lại di chuyển mọi chỗ mọi nơi các bác nghe. Đấy, giờ các bác nghe phòng, nghe nhạc bolo, nhạc vàng. Đấy, nhạc rất ok luôn. À, nghe rất ok luôn. Đấy, đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn này. Phần vỏ gỗ ngoài vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, vừa làm đề dùng đồ đề co trang trí này, vừa làm đồ nghe nhạc như cũng chưa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, rất ok. 250.000 một con thôi. Đấy, 250.000 một con và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ già. Đấy, mã sẽ là XM520 nhá. Các bác kết nối thì tìm cái mã tên sẽ là XM520 là các bác tìm cho em là ok thôi. Đó, nghe nhạc rất hay. Đó, đây các bác cùng thẩm lại với em một chút nữa này. Bát nó đánh rất sâu ạ, bát nghe đánh rất sâu mà chắc nó đánh nó rất là rõ ràng nha các bác nhá, rõ ràng rành mạch, đánh rất đều luôn. Ở đây, ok, 250k nhá, lên mã cho em sẽ được cái sản phẩm loa gỗ dài có sạc tích điện nha các bác nhá, có sạc tích điện, 250.000 một cây thôi, giá rất bình dân mà nghe rất ok. Đó. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, các bác bảo ship là cho kết nối nha, thử thoải mái luôn cho em luôn. Đấy, nói chung là đảm bảo là các bác ưng luôn, nghe rất thích nhá. 250.000 một cây, mã sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này. Đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ rồi. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá. Đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này. Rồi ví dụ như là nhiệt độ nước, xem đạt đủ nhiệt độ chưa. Rồi ví dụ như là thức ăn các thứ là các bác sử dụng nhá. Đây, cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này. Ví dụ là đây là cái đầu nhọn này. Ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi, nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó. Đấy, xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong. Đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó thì các bác đây view em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy, có thấy không? Nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C và nhiệt độ F là từ 58 độ F đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F với 700, còn nhiệt độ C thì là âm 50 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá, chứ không chính xác đâu, không chính xác đâu. Nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì đây. Về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài. Lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em. Rất ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay. Còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy, có nhìn này. Đấy, nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá. Rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhé, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo dùng cái này rất hay. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ giá sẽ là 40.000 nhé, 40.000 một cái que đo nhiệt độ nhé nhé. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đó ngon lành. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn. Toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này.
Đấy, bấm cốt tuốt dây cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình, rồi anh em thợ thuyền dùng cái này cũng quá ok. 100 ngàn một cây nhá, lên mã giúp em sẽ cái cây kìm đa năng. Đấy, 100 ngàn một cây nhá, 100 ngàn một cây, giá quá bình dân hạt rẻ mà dùng rất ok luôn, sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá, 100k một cây. À, giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này, rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây dao giấy này là 10k nhá, 10k, 10k một chiếc. Còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một, giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành. Trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí sẽ quay lưỡi cho bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã cho em sẽ cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện đấy đó này. Sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy cũng có luôn nhá. Đấy, lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, da mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá. 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó, đây, 10 lưỡi về xài thoải mái, cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá. Thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này đi bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá. Hộp 10 lưỡi dao giấy, giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá, 10.000 thôi. Bán nhanh cho bác dễ mua. Lên mã em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá, 10.000 một hộp lưỡi, lưỡi giấy 10 lưỡi này. Còn dao thì đang bán là 10.000 một cây. Lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này về các bác xài này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc một nhá. 3 chiếc một thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây, ví dụ như đây, một cái dây em đã có sẵn phích như này rồi, mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó. Các bác mua cho em cái này về để đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn rồi, thì ví dụ cái thiết bị ấy, các bác cắm cho em đấy, các bác lựa, các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ về cắt dây, mà thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn, rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng, rất là hay đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá các bác nhá, phích cắm âm. Đấy, thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm các bác nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. Đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy, 170.000 một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em hai viên pin mà. Đây nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp hai viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này, đấy, rồi là đo đo điện AC DC, đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bạn. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy, thì ở đây các bác lắp pin vào. Đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy, thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy gì. Đây có nhìn này, đấy, đây tự động nó nhảy đây này, 231 này này, đấy, 231 V nữa nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, các bác nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy xiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhá, nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84 V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái pin này, viên pin 12V này.
em chập vào em kẹp luôn em nhá. Đấy, nó rất là hay là các bác không cần phải vặn viết gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ như các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi, cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này, đấy rồi là đo ôm, đo điện đi, đo điện AC DC, rồi nó đo được cả nó gọi là đa, nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo 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 dòng, đo đo A này, đo A, đo A thì tí nữa sẽ ghép một video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có, nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo báo dòng điện này. Đấy, ví dụ các bác giữ này, đấy các bác dí đây nó sẽ liên tục này, đấy nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện đây này, đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tít 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 này. Đấy, rồi là ví dụ là các bác muốn đo thông mạch nhá, các bác muốn kiểm tra thông mạch này thì các bác sử dụng, các bác ví dụ này là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tít 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 tít. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đấy, đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào chưa. Đấy là các bác kiểm tra cái dây bên này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy đây không? Đây, dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn ngon lắm nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này và các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170 ngàn một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170 ngàn một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài thì các bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá, để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Đấy, còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170 ngàn một sản phẩm nhá, 170 ngàn một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha, auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả, 170k một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện vôn này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ hết luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này, có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây, dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác một cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ nhé, thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp xem hai viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi, đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹc này. Đấy, đo AC DC, nói chung nó có đo, con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn chọn cả các chế độ này các bạn. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá các bạn nhá. Đấy, chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn,
Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con đấy thì đo nó dễ dùng hơn. Còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó thì con này em báo giá luôn này. Con này có kèm cả cái kẹp dòng này luôn, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng. Em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây. Giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ ra, thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem các nhá. Đó thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì đây thì em báo giá là nữa nhá, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà, nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp này các nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kèm dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý, 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi, nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay, nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha, giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi, mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ rồi về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy thì cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được, thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo ba bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm 3 đầu. Đấy, một bộ gồm 3 đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì, thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn các bác nó bẩn, hoặc là nó thiếc các thứ, nó bám nhựa thông, nó bám lâu ngày, nó bám, nó bị sét các thứ vào, thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhắc quá nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi, để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn, và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó, thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân, mà không được ăn chân. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha, 5 miếng này các bác nhá, 5 miếng bọt biển nha, giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi. Mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh ra. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn. Đầu hàn các thứ này. Đấy, thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15k cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu, báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo, là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy, thì ở đây cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó thì đây là một cặp này. Đó thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ, 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó, đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế, rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này, rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút dây này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây vào đây này. Đây nó có cả phần kẹp dây. Hàng thì khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm, con này kẹp ok các bạn. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về
thấy nó cũng chắc chắn, lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1 nha. Giá của nó sẽ là đi 20 ngàn nhá, 20 ngàn cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ được cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha. Kẹp hình răng cá sấu là 20 ngàn cho combo 5 cặp 1. Đấy, 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện là một chiều điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20 ngàn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng kẹp Eto của Asahi. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60 mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60 mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các bác nhá. Hàng của Asahi. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó. Thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha. Với mức giá sẽ là 190 ngàn một cái nhá, của Asahi, 190k một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không thì em nói luôn là có, chứ em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1 kg nhá, khoảng tầm hơn 1 kg. Đó. Nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn này, Asahi thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn chất lượng luôn này. Đây. Các bác cùng nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn nên là ví dụ các bác sử dụng ấy là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá, mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay này, còn lúc nào các bác kẹp tìm được cái chỗ kẹp các bác kẹp vào các bác siết nó vào, đấy nó sẽ kẹp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây, cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này rất là ngon lành cái nào luôn. Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàm này. Đấy, mở ngàm nhá, rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay nó rất là êm đó, thì các bác siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí cho các bác siết đây để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài rũa. Rồi ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy, để các bác gò gõ rồi là các thứ rồi gò kiếc ở trên cái đe này. Đấy, cái phần đe này nó rất ok, rất chất lượng luôn, đẹp lắm. Đó, chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền anh em sử dụng gia đình nên có một cái này, đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài rũa những cái đồ là mình cho mình kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp Eto nhá, xài rất là ngon luôn. 190 ngàn một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kẹp Eto của Asahi, 190 ngàn, nó là cái kẹp Eto dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em đang có cái kẹp Eto dạng linh kiện nhỏ thì 40 ngàn một cái, còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí thì cần những con Eto lớn nhá, các bác xài 190 ngàn một cái nhá, kẹp Eto lớn nhá, 190k một kẹp Eto. Hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy, thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha. Thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá. Cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dùng rất thích nhá. Đấy. 100 viên, giá của nó sẽ là 80 ngàn một cái hộp 100 viên nha. Đấy, 80 ngàn một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữ nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nha anh em. Vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80 ngàn một hộp. Ngoài ra thì đây. Bên em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này, khi vào bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đấy, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi nha. Đó, 5 cái túi nhỏ nha, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy, thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì mình sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi nước giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha, thì bên em đang gửi bác là đi 20 ngàn một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20 ngàn. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên
5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80.000, còn nếu mà mua lẻ thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi, các bác có thể cân đối mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80.000, còn bán lẻ một túi 20 viên là 20.000 thôi nhá. Thì nó là dạng viên nhỉ, đây cái túi em cũng đang xài, nó là dạng viên này, túi em đang xài này. Đấy, dạng viên viên nước giặt này, thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay thì mình có thể là lấy ra các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra, và các bác có thể là giặt tay đều được nhá, giặt tay giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhá, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20.000 nhá, một túi 20 viên là 20.000. Còn các bác mua lẻ mua cả hộp thì là 100 viên là 80.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80, còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20.000. Tiếp theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó. Cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28 ti, khá là rộng luôn. Đó. Em báo giá luôn nhá, một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá. Các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này. Và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ mở ra bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm, bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ. Mà giá nó hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên em Oblo thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này. Và một cái song dưới để về là các bác có nước nô thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây. Để cái này lên đây. Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên. Và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi. Ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm một thứ các bác cho vào nhá. Đấy, cho đây cho. Và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này cái quay vung thì về các bác tự lắp nhá. Cái này thì em quay nhanh thôi, em không lắp được đâu. Đó. Thì có cả cái vùng ấy luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok, chắc chắn nhá. Và cái vùng này của nó sẽ là vùng kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vùng kính cường lực rất là dày dẫn nhá. Có cả phần quay trên quay dưới luôn này. À, nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái song này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra. Vì nó khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc song để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ ở đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá. Và mua hai thì được. Mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn. Vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì nó có thể dùng bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn. Đấy, dùng bếp từ các thứ ra, dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá. Đấy, bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này. Đây, kín đáo ngon lành. Về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà cứ cho để các bác hấp nhá. Ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt cho các bác ăn chay trước các thứ ra. Các bác người già. Đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ. Xưởng hấp nhá, 80.000. Đấy, hàng thanh lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn. Mua 2 được 1 có nhá, mua 1 được 2. Đấy, mua 1 được 2. 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái song dưới để các bác xài luôn. Dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn. 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bác nhá. Đấy, mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn. Đây. Con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32 cm nhá, 32 cm. Về các bác xài rất rộng rãi ok cho em luôn. Đấy, rán nấu xào xếp đây cho em ngon lành cái nào luôn. Đấy. Về lên nhanh lắm một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp. Đó, báo giá luôn các nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại vì em đang bán giá sẽ là đi 140.000 nhá, 140.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính của nó sẽ là 32 cm, 140.000 một cái, giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn ngon lành luôn. Bán khá là nhiều thứ nọ rồi. Bán ngon lắm, dùng ngon lắm ạ. 140.000 một cái nhá. Mới nguyên hộp nha.
Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi, một cái môi bằng gỗ này. Đấy. Bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt các thứ, giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính, như các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá. Nên là nhà xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy. Tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nha. Đấy, một chiếc vung này kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm ở đây nó sẽ có đi kèm cái đây là cái phần tay cầm như này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn, thì cái này em quay nhanh thôi em không bắt được nữa, thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc vít hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay. Đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhé. Đây, đấy, tay quay chảo này về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào xem. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi, về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to, đường kính của nó lên đến là 32 cm. Đấy, 32 cm, nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây, các bác nhìn này, nó rất là rộng luôn, đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy, rán này, đầu tiên là rán này, trước hết là dán trước này, chảo thì trước hết dùng để dán này, thì rất hay là một cái lớp chảo này nó chám một cái lớp tráng đá chống dính nhá, rất ngon lành luôn. Đây, tráng bên trong bên ngoài này, và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá. Hầu như là những cái thiết bị bên em là em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều, nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhá. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. Đó, đây, chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào ở đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn, thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung cho bác luôn này. Đấy, vung viết ngon lành luôn nhá, quá xịn sò, ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung, cả chảo các thứ, giờ cả môi đi kèm này, tay quay này, lấy tay quay mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi, mà chảo đường kính là 32 cm nên rất là to, về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32 cm, giá đang gửi bác là 140.000 một cái, 140.000 một cái, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn. Bán cái này bán từ nọ bán rất là nhiều, bán trong phải đến vài trăm cái rồi, bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok. Đó là cái lọ keo dán dày các bác nhá, lọ keo dán dày. Đó, em báo giá luôn một cái lọ keo dán dày có dung tích là 60 ml này, về các bác chuyên dùng để dán giày rách này, dép rách nhá, rất ok luôn. Cái này thì dán cực kỳ chắc và rất là ngon. À, báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k cho một cái típ keo dán dày này, 20k một típ nhá. Các bác lấy 3 típ giá của nó sẽ là 50.000. 3 típ keo dán dày là 50.000, còn các bác lấy lẻ một típ là 20.000 nhá. Một típ này sẽ có dung tích là 60 ml. Đây. Đấy, cái đầu của nó sẽ là đầu kim như này, nên là các bác dùng thoải mái nhá, không lo nó bị tịt đầu đâu, vì cái đầu nó là cái đầu kim. Đấy, có thấy rõ không? Nó là cái đầu kim, nên là các bác cứ dùng thoải mái. Đấy, dùng xong các bác xỏ cái đầu cho em, nó có cái kim nên là không lo nó bị tắc đầu nhá, dùng được lâu, dùng được lâu. Bình thường là những cái dòng keo bình thường là nó không có những cái lỗ kim gì đâu, dùng các bác dùng một thời gian nó chết keo hoặc nó bị đông cứng cái phần đầu là các bác không thể xài được nhá. Đấy, nhưng con này thiết kế rất là hay là nó có cái đầu kim này đó, nên các bác không lo nó bị tắc đầu, dùng thoải mái cho em luôn, dùng được lâu được dài nhá. Một típ keo đến rồi 60 ml, giá 20.000, bên em đang bán cho bác 3 típ. À, nếu mà các bác lấy 3 típ thì giá sẽ là 50.000, 3 típ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là keo dán dày, dán dép nhá. Đấy, giày rách này, dép rách này, các bác mua về dán em đỡ bỏ đi nó phí đi, mình mua về mình dán em nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây đầu kim. Đấy, về các bác ví dụ ở đế giày, mũi giày thứ nó bong này, rồi là dép rách các thứ này, về các bác dán cho em rất ok luôn. Đấy, chuyên để các bác dán giày, dán dép con nhá. Đó, 20.000 một típ keo dán giày này, lấy 3 típ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng đài FM nhá, dòng đài FM radio và có kèm cả đồng hồ luôn. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã này thì hiện tại em đang gửi bác giá thì siêu tốt luôn cô nhá, giá tốt nhất thị trường. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đài FM. Đấy, đài FM hoặc đài radio có kèm cả đồng hồ nhá cô nhá. Giá bữa trước đang bán bác là 270.000. Hôm nay em xả nhanh bán nhanh bác luôn. Giá siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn. 200
40.000 một cây, và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn nhá. Đấy, với mức giá 240.000 lại còn bao ship tận nhà luôn. Đài thì nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể là kết nối với điện thoại để các bác nghe nhạc. Ngoài ra thì mình có thể nghe đài FM. Đấy, các bác hay ở nhà mình buồn, đấy rồi các bác mở ra mình nghe đài FM này, nghe radio này, rất tiện dụng. Và thiết kế nó cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển hồi xưa nhá, rất đẹp luôn. Đấy, đây có phần đồng hồ này, phần công tắc bật tắt, rồi là phần nút bên này là phần dò kênh này, tay sách này, vân giả gỗ rất đẹp nhé, có cả phần anten ở đây, nút chỉnh đồng hồ đằng sau này. Đấy, cái này nút này nút chỉnh đồng hồ này, chỉnh giờ các bác nhé, chỉnh giờ đằng sau. Rồi là bên hông thì sẽ có những cái nút như là cổng sạc này. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sạc là DC 5V nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác sẽ lấy cho em cái dây đây, cái dây sạc của nó đằng sau cái nắp này, các bác mở cái nắp ra đó, sau đó các bác lấy cái dây sạc ra. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái dây sạc này vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác sạc cho cái đài này rồi. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sạc là nguồn DC 5V nhá. Ở đây nó có một cái cổng, đó là cái cổng USB để ví dụ các bác có những cái thiết bị mà tích hợp nhạc vào cái USB ấy, vào cái thẻ nhớ ấy, thì các bác cắm vào đây. Còn ở đây thì là cái lỗ cắm thẻ nhớ, nếu mà các bác có những cái loại thẻ nhớ nhỏ, thẻ nhớ micro USB thì các bác cắm vô đây. Đây là cái cổng tai nghe này, còn đây là cái nút công tắc để các bác bật tắt đồng hồ nhá. Đấy, nó có cả công tắc bật tắt đồng hồ luôn. Các bác muốn dùng đồng hồ thì các bác bật lên on cho em. Đấy, muốn tắt đồng hồ thì các bác bật về off nhá. Đấy, và cái nút đằng sau đó là cái vòng xoay để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, cái nút đằng sau này em đang xoay này. Đấy, để các bác chỉnh giờ, ví dụ là hiện tại đang là 1 giờ, các bác xoay cho em về 1 giờ này. Đấy, để các bác chỉnh giờ nhá. Và đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Đấy, đã bắt đầu đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ kiểu dạng đồng hồ cơ nhá, chạy cực kỳ êm, không có tiếng động luôn, rất là ok. Đấy, rất xịn sò ngon này. Giờ em sẽ đi vào test đài cho bác nghe này. Con này thì các bác có thể bắt được cho em các dòng ví dụ như là SVK này, rồi là có cả đài AM này. Đài AM này. Rồi là đài FM này. Đấy, rồi là MP3 nhá. MP3 thì các bác kết nối với Bluetooth nhá. Cái mã loa của nó, cái mã kết nối Bluetooth của nó sẽ là NS không nhá. Đấy, NS8898BT này. Đấy, thì cái mã đấy là cái mã kết nối Bluetooth. Còn về các bác muốn nghe đài FM thì các bác bật lên cho. Đấy, các bác chuyển cho em về chế độ là FM nhá. Đấy, hiện tại đang ở MP3, các bác cạt về cho. Đấy, đúng chế độ FM này. Các bác bật đài lên. Đấy, bắt đầu nó sôi nhá. Cái nút này thì nó sẽ là cái nút công tắc bật tắt kèm với lại là tăng giảm volume, tăng giảm âm lượng ở cái nút bên tay trái em đang xoay đây. Đấy, đây em bật đánh tài cá, bắt đầu là nó đã mở các bác nhá, và bắt đầu các bác nhích dần lên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Đấy, còn các bác muốn cho nó giảm xuống thì các bác xoay nó giảm xuống. Đấy, và các bác xoay hết cỡ thì nó kêu tài cá là tắt đi, còn các bác muốn ấy thì các bác xoay lại. Đấy, xèo 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 này là bắt đầu đang dò nhá, thì các bác xoay theo cái nút bên này, này. Đấy, cái nút bên này. Đấy. Đấy, các bác dò kênh nhá. Các bác dò kênh thì nhớ giúp em lưu ý cho em là chỗ nào sóng yếu đó các bác gạt cho em cái anten này lên. Đấy, gạt cho em cái anten lên. Sau đó là các bác xoay cho em cái vòng này. Xoay cho em cái vòng bên này này. Đấy, xoay cái vòng bên này. Thì các bác dò kênh từ từ nhá. Các bác đừng xoay nhanh nhá. Dò, các bác dò từ từ thôi. Trong đó có việc đảm bảo đủ thuốc trong kho lưu trữ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng hỗ trợ được hoàn thành. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Để triển khai các dự án này, Australia sẽ cử các chuyên gia y tế từ các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức y tế của nước này đến khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính đấy, phủ con này nghe khá là to ạ, con này nghe to lắm. Đấy. Thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng ở bên group bên này nhá, các bác muốn nghe nhỏ là các bác cho nhỏ đi, muốn to cho to là các bác cho to lên. Ở tỉnh Đông Kalimantan, Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia được. Đấy, cái này là đăng Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, về các bác nghe đài nghe đóm ở đây, nghe nhạc này, kết nối Bluetooth này, cắm vào thẻ, cắm được cả thẻ nhớ này, USB này. Đấy, rồi là có cả phần đồng hồ nhá. Có nhá, có cả phần đồng hồ. Báo giờ báo rất ngon lành luôn. Đấy, tay sách sách mang đi mang lại rất ok. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái sạc vào, và các bác sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài có thế thôi. Cái con này rất là hay là nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin 18650 này, đây này. Đấy, pin này nó đã có sẵn một viên trong này rồi. Đấy, thì nó sử dụng cái pin 18650 này. Cái pin này thứ nhất là nó sạc tích điện được các bác nhá. Đấy, sạc tích điện được thì khi mà hết pin thì các bác sạc đầy, sau đó các bác lôi ra các bác xài.
và lúc nào mà pin hỏng thì mình vẫn có thể thay thế thoải mái. Và cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán, nếu mà các bác muốn mua thêm thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này là 20.000 một viên, nếu mà các bác muốn mua thêm pin để về dự phòng ấy. Còn sẵn trong đài là nó có sẵn một viên pin rồi có nhá, thì nếu mà các bác không cần thì mình có thể dùng luôn cái pin ở trong đài nhận được đó, không cần thiết đó. Cái này thì nếu mà trong trường hợp dự phòng các bác nghe nhiều thôi thì mình mới cần mua thêm, còn sẵn một viên này thì các bác nghe thoải mái rồi đó, rất ok. Đây mở lại cho bác coi này. Dân tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh Kampong Serpu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía tây. Nhà vô địch được trao giải thưởng trị giá 298 đô la cùng cúp lưu niệm. Đấy có thấy không, rất ok nhá, đồng hồ chạy đài nghe ngon lành luôn. Đấy giờ là phần anten tổng các thứ ngon lành nhá các bác nhá, giá là rất là hợp lý luôn, 240.000 một cái nhá, 240.000. Các bác có thể bắt bluetooth này, nghe đài FM này, rồi là nghe nhạc qua thẻ nhớ USB, có cả đồng hồ xem giờ giấc là 240.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đài FM nhá. Đấy em quay khá là chi tiết rồi. Về cái này thì nói chung là rất là dễ xài thôi, các bác cứ tập tành cho em một vài lần gá là các biết xài, các bác biết ngay xài các nút ngay. Đấy, tăng giảm âm lượng bật tắt bên này luôn, bên này là cái nút gió kênh nhá, rồi là có các chế độ này SVK này, AM FM này, rồi là MP3 này, nick bài, rồi là chuyển bài các thứ này, các thứ ok luôn. Nói chung là cực kỳ dễ dùng mà đặc biệt dành cho các bác người già rất dễ dùng luôn. Nó là dòng đài tích điện nhá, có cả pin tích điện luôn, hết pin thì các bác lại cắm sạc vô các bác sạc, dây sạc thì bên em sẽ để đằng sau. Thì về các bác mở cái nắp đậy này ra là sẽ thấy dây sạc cũng nhá. Đấy sẽ lấy dây sạc. Về các bác có cái cục sạc điện thoại này mình nghĩ các bác cắm vào là sạc cho cái đài này rồi. Rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 240.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là đài với em. Mới nguyên hộp này rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn bề đẹp. Đó 240.000 một cái nhá. Chắc chắn chất lượng rất đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển decor rất là ok. Rồi một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này, dao cắt kính, cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt, thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm các bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k dao cắt kính, cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy, các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ các bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là người ta cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Tất cả gạch 1 mét luôn các bác. Đấy, thấy không? Gạch dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy, có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó thấy không, rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó thấy không, nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình đều được luôn.
130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này xem rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng một điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W nó cũng khá là sáng đó. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi, đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này, các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok, và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì
gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá, đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đây vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng, và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ cho bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như cái công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy U3 nhá, ổ điện U3. Giá em đang bán là 50k.
một kiểu ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000, còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000, còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 50.000 một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50 cao nhá, 50.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chĩa L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá, toàn bộ khâu đồng. Thân của nó sẽ là thân nhựa, thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất là sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50.000 một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50.000 nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đó, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đó tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ rồi là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá. Tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá.
Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng ở giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50 ngàn một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, 10 ngàn thôi nhá, 10 ngàn một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo ổ, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái fix này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10 ngàn một cái fix cắm chân dẹt nha. Đấy, 10 ngàn một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu là cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10 ngàn một chiếc fix cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nhà nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nhà, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90 ngàn. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90 ngàn một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90 ngàn một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự, ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60 ngàn một cái, 60k.
Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá. Giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn các bác là 60k luôn. 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp. USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới keng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo anh em hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.